Dr. Grammatica. Come on. Isabel, what a lovely surprise. Our mutual friends will be here shortly to search for the artifact. Once it's located, I'll let you know. Super. Always a pleasure. Prick. It's people like you that give historians a bad name. I'm afraid I don't have time for you today, Mr. Hastings. Thank you for making my job easy. Oh, shit. It does look grim. Master Berg, Agent Acosta, deal with them, please. Move it! Hunt them down! Và hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái nhiệm vụ mà mình hôm qua là mình đã bỏ lỡ. Hôm qua là mình đã làm xong cái phần Rolog. Và hết cái phần Rolog là cái phần Sequence 2. Mình cứ gọi tắt là hay gì mình gọi Sequence. Bây giờ mình sẽ gọi là Mission đây ha, cho nó dễ hiểu. Xin lỗi các bạn, tại hôm nay mình hơi cảm một tí, cho nên thành phố khá là mưa, cho nên các bạn thông cảm một tí. Rồi ok. Thì hôm qua sau cái Mission 2 á, thì nó hết cái phần Rolog. Thì bây giờ mình tới Mission 3. Thì do một số vấn đề cho nên mình không thể nào mình quay cái phút đầu Mission 3. Cho nên mình sẽ vào vấn đề là vào nhiệm vụ luôn. Ok, và nhiệm vụ của Mission 3 thì nó bảo là mình đi chiến đấu Gang War. Như bạn thấy đây, nó có 4 cái nhiệm vụ phụ. Có lẽ hôm nay mình sẽ làm hết 4 cái nhiệm vụ phụ này mới chuyển sang cái nhiệm vụ chính. Hiện tại là mình đang ở đây, Every Friday. Mình sẽ tới chỗ này trước, Home Dalton trước. Giờ mình sẽ đi, nó nằm ở đây, đây còn 60 mấy mét. Và hôm qua tới giờ mình cũng đã từng chơi thử chứ vài cái mission, cho nên mình mình phải ngồi chơi lại để quay lại. Và mình nghĩ là mình sẽ chơi bổ sung khi mà mình quay, tại vì cái một cái là mình dùng để chơi để khác để chơi trước để biết nó cái câu chuyện như thế nào, bounty hunt. À bây giờ có nghĩa là các bạn có thể kidnap nhỏ này, bắt cóc nhỏ này, nó sẽ được nhiều điểm hơn là ám sát. Để thử thôi. Đây là Eagle Vision nè. Đây là cái thằng mà chúng ta cần bắt nè. Có lẽ hay gì mình phải giết nó, mình phải đem nó về mà không bị phát hiện, hơi khó. Ok, nó biết mình đây, để mình đi xuống từ từ chứ nó không thấy mình đâu. Cũng mong là nó không thấy mình. Cứ giả vờ bình tĩnh mà đẹp gái không. Không nên đi quá nhanh. Đó. Đi. Đi, đó, đi bình tĩnh từ từ. Để thằng kia nó không để ý nó sẽ đi bậy bạ. Mấy em này nó sẽ cưỡng lại. Các bạn phải bấm X liên tục thì nó mới kiểu như là chặn này lại không cho nó chạy. Mình kia chắc nó không sao đâu nha. Nó có nghi ngờ nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ không nghi ngờ nhiều đâu. Ôi mấy đứa chết ra cho mấy đây. Chết ra. Mình coi Fast and Furious phiên bản Assassin's Creed. Ôi má, nhìn con chị nó lái kìa. Nhìn con chị kìa. Con chị lái bựa đấy ta được luôn.
lái mỗi lần mình bấm ít á, có nghĩa là tăng tốc á. Bắt đầu khi ngựa có vụ cái nhiều pha giống như trip vậy. Các bạn đã thấy trip ngựa chưa? Ấy chết mẹ. Xong rồi nè. Nãy mình tưởng mình phát hiện rồi chứ. Đem nó trở lại sống sót. Ok, sống sót luôn. Hợp tác và lòng trung thành. Nếu chúng ta tìm ra những người mà có cái associate giống như mình á và giải cứu cho họ thì cái điểm loyalty nó sẽ tăng. Loyalty tăng thì nó sẽ cho mình nhiều cái dao ngầu như thế đó. Mình thích cái dao vàng rồi đó. Dao đó là gì? Gì mình cũng không rõ nữa. Ok, và mình còn 3 cái nữa. Vì là mình đứng ở đó gần nhất, cho nên mình sẽ làm cái nào gần nhất với mình rồi mình làm cái khác sau. Ok. Và để từ từ. Ê, cái hình như cảnh sát, cái đó cảnh sát, cái đó cảnh sát. Tụi này nó không phải cảnh sát nhưng mà tụi mình cũng không thích phải kiểu như là gây rối với tụi này, mình không thích cho lắm. Kiểu như lấy nữa nó dí thì mình cũng mệt lắm. Cho nên mình cũng muốn kiểu như làm nhiệm vụ chứ im lặng. Và hiện tại là mình đang chơi được 3% rồi, cũng được. Rồi tới chưa ta? Shop. Ủa cái này là cái gì vậy ta? Ủa sao cái nhiệm vụ đó mất tiêu rồi ta? Locate Haron, track, kill the target with a crate. À, hình như mình tới chỗ nhiệm vụ luôn rồi. Hình như cái chỗ này chỗ nhiệm vụ luôn á. Để mình xuống rồi đó. Nhẹ nhàng và tình cảm thôi. Bây giờ có thằng mập rồi, để mình kêu thằng mập nó ra đây. Huýt sáo nè. Mập vô đây mập. Đó, quá đẹp chị ấy luôn. Có điều là người dân người ta hoảng loạn thôi chứ không gì đó. Mình vô đây có ai không ta? Đó, ý thằng mà mình cần giết kìa. Đó. Kill luôn. With the cray of dynamite. Dynamite là cái gì ta? Dynamite là thuốc nổ, nhưng mà vấn đề là làm sao để mình tìm được cái hộp thuốc nổ á. Đây cũng có thằng. Hình như nó thấy mình rồi á. Lại đây, lại đây, lại đây. Mấy cái thằng này nó cứ khó nghe sao á. Nhiều lúc coi chừng gọi mấy thằng này lại mà thằng khác nó lại, sợ mấy thằng bên đây nè. Mình nghĩ là sợ mấy thằng bên đây nó đi lại nè. Ê, đừng phát hiện, mém nữa phát hiện rồi đó. Ok, nó vẫn chưa thấy. Lại đây luôn em, lại đây luôn. Vô luôn, ngủ luôn. Quá điêu luyện. Ok. Xung quanh mình nghĩ là chắc không có ai nữa đâu, mình sẽ vô cái chỗ ông này luôn. Đây cũng trống. Đó. Nó kêu là mình kích này nè, đó. Ấy da trời. Má vãi đái thật. Chạy. Má cái đó mình không ngờ là nó nổ ghê vậy. Mất sạch máu luôn. Nghĩa thế, nghĩa là mình nên mua máu đi. Ở đây có chỗ bán máu rồi nếu không nhầm. Đây. Refill all. Hình như mình chưa có máu. Ủa hình như chưa có máu. Ủa sao chưa có máu rồi ta? Mình kệ đi. Mình nghĩ là chắc máu tự hồi.
so với cái trò chơi trước thì lần này máu có vẻ tự hồi nhanh hơn so với Unity. Ok, xong được một nhiệm vụ nữa rồi. Kill the target. Rồi, quá chuẩn luôn. Next reward, Ruby Curry. Được đó. Mình thích mấy cái kiếm như vậy á. Curry là mấy cái kiếm kiểu dao ấm, nó thẳng ra là dao ấm. Dao bóng nhìn rất là ngầu chứ. Nếu mình có tiền ngoài mình chắc cũng muốn dao về chặt thịt coi. Hoặc là Karambit. Ôi, xe nhìn ngầu vậy. Mà hồi lái chiếc đó thì nó cũng hơi phê đó thôi. Mừng đợi hồi hai chiếc này tới hai con lận cho nên phải suy nghĩ lại. Này chắc không ai đi đâu nha. Cho mượn cái xe nha. Lên. Lên ngựa và đi. Đó, tránh ra. Nhiều lúc thấy mình lái cái này còn hơn cả kata nữa. Nó trip nhìn ảo lắm cơ. Gặp con chị nữa chứ. Yolo. Ui, bò đỏ. Phải vậy chứ, lạng lách cái kiểu má. Lạng lách đua ngựa, y hình như tới rồi phải. Ừ đúng rồi, tới rồi. Chứ mình leo lên trên đây để cho nó quan sát tình hình như thế nào. Gang Stronghold Eliminate. Tiêu diệt hết những thành viên trong đây. Ôi đồ, hơi căng á. Máu đã ít rồi mà còn phải đánh hết nữa hả? Đồng thế. Cho nên mình nghĩ là mình sẽ tính cách xuống cho nó an toàn. Ở dưới đây có ai không? Sợ nhảy xuống thấy hai ba thằng nữa. Này thằng kia chắc không thấy đâu nha. Còn thằng ở đây nè. Lẻn ăn cho nó an toàn coi. Áp sát vào bức tường coi. Rồi bây giờ mình sẽ gọi này lại. Lại đây nhanh. Chú hiểu ý tôi đó. Vô đây luôn. Quá đẹp gái. Chơi phải style vậy mới ngầu. Còn chứ thật sự là nếu mình muốn làm Rambo thì cũng dễ thôi, nhưng mà làm cái đó thì nó quá ai làm cũng được rồi. Nhỏ này chắc là gang bang không, gang leader. Ok, là đây luôn em. Chị đã đợi em nãy giờ. Đó, đúng rồi. Quá đẹp. Còn ai nữa không? Mình phải đi check, vừa check. Ủa, ngay đây có thằng. Này nó là cái gì rồi? Lại đây luôn. Mấy này kiểu như gang á, băng đảng cái kiểu. Và mình phải đi tiêu diệt hết. Ý, bậy. Ơi nó thấy mình rồi. Ơi chạy. Mình đang cố gắng chơi stealth hết mức mà gặp tụi kia nó làm loạn lên làm cái mình bị phát hiện luôn. Nhiều lúc hơi nhảm thiệt chứ. Đánh nó đi em. Kia rồi mấy anh, kia rồi. Đâu có rồi. Mình xử lý hai cái ăn mập đấy nè. Đó, chờ phải assassin vậy chứ. Không biết mình nhảy xuống giết lần hai đứa được không ta. Để coi mình. Không biết có phải có cái skill double assassination ngay đây luôn mà mình có rồi mà mình vẫn không rõ là mình có nhảy được xuống một lần giết hai đứa hay không. Mình chỉ giết được một hoàn tròn trong hai đứa hay sao á. Ê thằng kia kìa. Ôi con nhỏ này. Ê nó lại chỗ mình nè. Dụ nó lại thôi.
Ơ đấm 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 đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Má hú hồn bấm tưởng nó không hiện đỏ là bấm đấm đấm không được chứ. Nên như là cái đó là double assassination nhưng mà không có vụ air double assassination, cho nên mình nghĩ là mình đi là bộ rồi mình đâm sau lưng nó luôn. Nếu được. Nó làm cái gì vậy ta? Để dụ nhỏ nó lại đây. Ê thằng kia nó lại theo cho nên để đổi vị trí đó. Đó. Đúng rồi, tách nhóm đi em. Vãi đái. Đó, phải vậy chứ. Còn đứa nữa thôi rồi, đứa này nó muốn làm cái gì cũng được. Lại đây luôn em. Nhỏ này là ngõ áp chót rồi đó, còn một người nó thôi đó. Ồ, má đứt cả cổ. Giải phóng rồi đó. Còn đống nào nữa không? Còn đúng thằng đó thôi đó. Phải giết cho cái giảm chạy, nhìn like a boss tới coi. Đó, ý à, má bị phát hiện mới tục chứ. Con mẹ mày, ui, ui nó đỡ rồi. Nghĩ sao vậy? Rồi, sạch sẽ. Ha 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 ha. Má sạch sẽ luôn. Quá nhẹ nhàng, free and protect capture linkers. Là ai? Cái đó này mình cũng không có rõ. Cho nên, thôi lỡ rồi, chắc cũng không sao đâu. Nhưng mà hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Ờ, chúng ta chiếm được thêm một vùng nữa rồi đó. Quá ngon. Chờ đợi. Giờ chúng ta còn một chỗ cuối cùng để đi thôi đó. Đây. You and your brother are attracting the wrong kind of attention. I would be careful. Yes, you should be, Mr. Kalok. As you like. Ồ, nó nói xong cái giờ là mình phải đánh đấm với tụi này. Không biết thấy mình phải đánh không ta? Lên đánh hết rồi mà. Những thằng áo xanh đó, lá cây là bồ của mình. Mẹ, họ đánh kiểu đánh đúng đánh hội đồng luôn chứ. Ok. Để lấy tiếp đồ về xài đỡ coi. Recruit. Ok, recruit một đứa nè. Hai đứa nè. Đứa nào đúng không? Level 4 luôn nè. Ok đi. Có lẽ nếu mình recruit với tụi nó sẽ đi sau lưng theo mình như thế này. Nhưng mà để mình kêu coi nhiệm vụ rồi đó. Ok. Cái nhiệm vụ nằm ở hướng ngược lại mới tục chứ trời. Này thì láo. Lo chuyện bao đồng. Cái gì vậy? Má con ngựa đụng mình cũng mất máu nữa sao? Vãi đái thật. Tí từ game này cái khúc mà nó chỉ đường giống vậy là mình nghĩ nó giống như Watch Dogs vậy. Nó chỉ thẳng lên đường luôn. Nó tiện hơn là so với các bạn bằng cách chỉ lên minimap khó là nhìn. Các bạn vừa dưới GTA là các bạn phải vừa lái. Các bạn vừa nhìn minimap rất khá là bực mình không thích cho lắm. Nên mình nghĩ là ừ, bằng cái nó chỉ lên đường như thế này, Ubisoft nó làm hay hơn, giống như hình như Watch Dogs vậy đó. Mình thích cái điều này không? Nó dễ dàng hơn cho mình khi mà lúc mà mình chơi. Cái kiểu như vậy nó không quá khó điều khiển. Ok, nhưng mà là để coi. Nhớ là mình tới nè. Ủa, mấy cái xe chạy tiếp luôn. 54 mét nữa. Đâu ta? Đây, mình nghĩ là gần tới rồi. Lên luôn.
Nhìn mấy chỗ này sao nhìn giống khu ổ chuột quá vậy ta? Oh, Jacob, Jacob over here. What is this place? It's nice to meet you both at last. This is Babylon Alley. Here we make it our business to know the streets and provide children with the opportunity to control their own destinies. Clara, Mr. Green said we might be able to help one another. In exchange for our services, we ask a small favor. Well, why not? You seem to have taken most of my money. Why not take a small favor, too? There are several factories about the city that are powered almost entirely by child labor. Those children work long hours with little pay, and most are not permitted even to leave the factory grounds. They suffer terribly. I need you to save them. A small favor. In return, we offer you intelligence, something you clearly need. Now hold on a minute. I'm late for an appointment. What are these terms? We accept. Pleasure doing business with you. Đù con bé đó, nó nói chuyện với mình, nó nói chuyện làm ăn với mình like a boss luôn á, mà nói chuyện xong nó lại tập trung vô chơi đá banh, chơi chọi bi với mày nhóc kìa. Ồ nãy mình phun nước miếng bắt tay nó cái kiểu ù ngầu á. Rich the warehouse, ok kệ, nói chung mình làm với con bé này cũng được, không biết nó sẽ đem lại gì cho mình, nhưng mà kệ, đừng có làm đi. Có còn không đi đi. Đây. Rich. Để mình thăm dò cái này, xem có ai đây không. Alarm bell in this area. Oh, bình tĩnh. Cái gì cũng phải bình tĩnh. Đẹp gái. Lại đây mập. Vô luôn. Ồ, một nùi trong đây. Phải giải cứu mấy đám xanh xanh lá cây. Nó là con nít, chứ phải người lớn. Mà người lớn đang lợi dụng chúng để làm cái công việc gì đó. Ờ, thằng đó thằng mập thôi. Đó, hít sáo vào lại đây. Đúng rồi. Anh cho mày đi ngủ luôn. Ở lộn chuyện cho mày đi ngủ luôn. Ổn không? Thiết nghĩ mình full mẹ nó dao luôn rồi nè. Chạy đi mấy đứa. Chạy đi. Còn đứa nó làm cái gì nữa, chạy đi. Chị sẽ lên giải cứu những đứa còn lại. Như này có ai không ta? Đây, như này có thằng level 2. Biết nó có thấy mình không nữa? Chắc không. Nhưng mà cái gì cũng phải đề phòng và cẩn thận. Mình kêu nó lại đi. Ồ, có thằng màu vàng nữa chứ. Mày đối xử không cái thằng này đó. Vô luôn em. Chạy đi mấy đứa, chạy đi. Ok, cái thằng đó mình nghe đây chắc không sao đâu nha. Nó quay lại kìa. Mình giết nó luôn, kêu nó lại đây là giết nó luôn. Lại đây nào em, lại đây đi. Đúng rồi, lại gần tí nữa, tí xíu nữa. Đó, quá đẹp. Cover assassinate. Mình thấy kiểu mà hít sáo mà kêu nó lại đây là quánh chém hơn á. Mấy thằng nhóc này vẫn chưa chịu chạy. Trời, hả? Mở hộp có cần phải điệu gì không? Phải style gì chứ mới gọi là assassin. Giờ lên giết cái thằng màu vàng á. Chúng ta có nhiều mục tiêu cần phải giết lắm. Sao cái đám này nó vẫn chưa chịu chạy nha. Hình như chúng ta còn một đám nữa.
Và bên kia chúng ta có một cái mục tiêu mà chúng ta cần phải xử đẹp. Ngay đây có thằng này, sao mình để ý ta. Nhiều lúc á không để ý thiệt. Thằng level, ông nội đó level 2 kinh thế. Ông nội vẫn chưa biết luôn. Má, vãi thật. Để mình kiếm cái cover đi. Chạy đi mấy đứa, chạy đi mấy đứa. Chị bảo chơi khu này. Lại đây mập. Có mình mày hết đó. Kill the foreman. Lại đây. Nhìn cái gì mà nhìn. Cứ lại, chị bảo lại là lại. Không có tay cầm nó run một bữa. Hình như mình đâm vào cái gì đó thì phải. Ơi, hình như mình còn giết một thằng cuối cùng nữa mà. Còn một thằng nữa. Mà thôi, không giết thì cũng không sao. Xong mẹ nó nhiệm vụ luôn rồi. Chill liberation complete. Ok. Quá đẹp gái luôn. Gì đây? Gang war available. Chơi luôn. Còn chỗ cuối cùng rồi đó. Vậy đi, mình đi làm luôn đi hả? Lên em. Chỉ cần tiếp viện. Nếu các bạn bấm R1 cái nãy á, là nó sẽ kêu tụi này đi heo. Và tụi này đi heo, các bạn có thể ra lệnh cho nó đánh đứa nào đó. Thậm chí là nó hy sinh tính mạng của nó luôn. Nhưng mà tối đa các bạn có thể kêu được hai đứa là tối đa thôi. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao vậy? Level 2. Này level mấy này? Này level 4 rồi nè. Đi chị luôn đi em. Đi luôn. Hiện tại nó cho mình 5 cái slot lận mà mình chỉ gọi được tối đa có dừng 2 đứa thôi. Vậy hình như cảnh sát phải không ta? Không phải, đi tiếp đi. Người thường thôi mà nhiều lúc nó mặc đồ nhìn cứ như cảnh sát. Mình cứ tưởng nó là cảnh sát ấy chứ. Biết mấy này treo tường được không ta? Mấy em có biết parkour không? Má, mình thật sự thiệt tình đó, mình thích chơi nhỏ này hơn so với thằng em. Con chị đó, nó mặc đồ ngầu bao nhiêu, thằng em mặc đồ cái bang nó bấy nhiêu. Mình cũng không hiểu tại sao. Công nhận điều đó. Con chị mặc đồ thì quá chất luôn, các bạn nhìn thử ơi. Má, nhìn chất vải đái luôn. Nhìn như quý tộc vậy đó, mặc cộng thêm cái mặt nữa chứ, quá hợp. Thằng em thì má mặc đồ xấu đéo tả được. Mình không muốn nói xấu chứ, mình công nhận nó xấu vải đái luôn. Ôi đồ. Nên xuống không ta? Lô. Ah, there you are. All that stands between you and Whitechapel is the villain controlling the borough. Gaylock has demanded you settle the claim for territory in a gang fight. His loss? Yeah. I'm sure he can put this to better use than I can. Oh, what's this, Greeny? Assassin Christmas. Gather your allies. Đó, cái con dao này mà ông đưa cho mình đó là cookery á, là dao ấm. Dao nó nhìn khá là chất và mình cũng không rõ là ngoài đời nó sẽ như thế nào. Mà nếu mà đâm màu đâm ngược là nhìn cũng rất là ngầu đó. Còn con chị á, mình thấy nó sẽ đẹp hơn khi nó chơi cái kiểu như cây gậy của nó. Bên trong cây gậy của nó là bao gồm cả một cái kiếm nhỏ, dagger, dao găm. Nói chung là cả hai vậy mặc đồ kiểu đồ chơi nhìn nó nghệ lắm, mình thích lắm. Ok. Này là con chị rồi. Con chị mình nghĩ con chị nó không có hợp với cái nắm đấm như thế này. Mình không thích cho lắm. Mình nghĩ là cái này sẽ hợp với con chị hơn. Và cái này. This item must be craft.
các bạn phải craft rồi, bạn có cái này mà phải level 4 rồi. Thôi dẹp nghỉ, mua này đi. Có còn hơn không? Nhắc mình đến cái cây này, cái cây mà nó xuất hiện trong teaser của Assassin's Creed Syndicate nè. Nhìn rất là ngầu, hình con đại bàng màu đen nữa chứ. Không có gì nó để ngầu hơn. Mà hiện tại mình chưa unlock được cái cây đó. Ô ô gan. Má chọi bông một đống gục hết luôn. Đông quá vậy. Ủa gì đây? Mình tưởng phải quánh nhau chứ chưa kịp quánh gì vô casino rồi. Ôi ơi, ơi nó chạy, nó chạy, nó chạy, nó chạy. Nó chạy. Con mẹ mày. Ơi mình khá là dở vì đấm đánh đấm nha. Nhưng mà tụi này đánh thì nó hơi khó chịu một tí. Đánh vừa đỡ. Mình rồi không quen cái kiểu đó cho lắm. Hệ thống combat này á, nếu các bạn nào chơi, mấy bạn nào giỏi chơi kiểu Batman này thì các bạn sẽ rành. Còn với mình thì mình cũng thấy khá là bình thường. Cái thằng mập này, mấy thằng mập nó vừa đó châu bò rồi mà nó còn quánh dai nữa. Còn thêm cái thằng ốm này nữa, thằng mập thằng ốm, vãi thật. Nghĩ sao vậy, nghĩ sao vậy, ta đẹp gái chứ không có ngu, ok. Mập này nữa, chơi mày, chơi mày. Chơi mày, chơi, tao đợi mày đánh không chứ đâu. Nghĩ sao vậy, nghĩ sao vậy, nghĩ sao vậy, này hả. Dầu trí tưởng bở nè, nghĩ sao vậy, nghĩ. Quánh nó, quánh như nó như con đẻ vậy, combo quá trời combo luôn. Mình không biết combo là cái gì mà cứ như Street Fighter vậy. Combo thì một đống luôn. Mà toàn để dành, ý ý, nghĩ sao vậy. Ồ mà nó đập đầu mình nữa cơ. Ôi, hết máu rồi, tiết kiệm đi. Ơi, ơi ơi ơi. Kiểu như trọi bom á, nó sẽ bị stun và nó đánh không được lại mình. Đừng có đánh chị nữa nha chị. Chị hết máu rồi. Nghĩ sao vậy? Ồ, nó bóp kìa. Ôi, vừa đúng lúc hết máu luôn. Gang Leader Eliminated. Chúng ta đã hạ được Gang Leader nhé. It appears to be broken. Oh well. At least we have a train now. It's not all bad. Is dead. Whitechapel is no longer in the hands of the Blighters. You now have the chance to join our ranks. We welcome all who would stand up to Starrick and his cutthroats. Ah, you bastard! I'd rather throw myself to the tracks than run Bertha another mile for that dirty ball bag. Kaylock? He's left the station. Mel!
Hello, fancy pants. And who might you I'm two Evie be? I'm Evie Fry, and this is my brother, Jacob Fry. Pleased to meet you. I'm Agnes McBean. A delight. I thought I was getting a promotion. I suppose I'm out of work now. Come work for us instead. I won't bile your heat. You pay better than scraps? Oh, I'm sure we can at least match that. Then may I present to you Agnes and Bertha, Lady and Locomotive, at your service. I'll be in the next car. A hideout on the rails? What an excellent idea. Yes, it all worked out rather well. Now, I would like to follow up a lead on... Jacob? Is this serious? I'm not doing anything until this gets fixed. I believe I know someone who can help with that. I knew you would, Greeny. Và nó bảo là mình đã có cái căn cứ ngay trên cái toàn tàu xe lửa luôn. Ôi ngồi vãi đái luôn. Nhưng mà từ từ để mình coi là mình có cái vũ khí mới. Inventory cái đã. Weapon. Đây, Noble Kensworth Upgrader. Ờ mình có cái này nữa nè. Ồ mới lóc cho mình luôn, chắc là nhiệm vụ hay gì đó. Nhưng mà để coi. Chưa có đồ gì hết luôn. Chưa có súng gì luôn. Sao cái gì cũng chưa có vậy trời, nghèo nàn dữ vậy sao? Thiết nghĩ mình nghèo chứ đâu đến nỗi nào không đủ tiền mua cái áo đâu nhờ. Cái áo gì toàn level 5 không vậy? Mình nghĩ là nâng skill nó sẽ có tăng level. Nhưng mà nó kêu là phải tăng ít nhất 3 skill boy để lên cái bậc tiếp theo để mình có thể sử dụng cái dao đó. Ừ chắc không đủ rồi. Mình nghĩ là mình sẽ nâng stealth 1. Tại vì mình thường hay đi stealth và kiểu như mình giết người lén lút á. Nó sẽ làm giảm cái này nó dùng sẽ cho giảm cái tiếng động và khó bị phát hiện hơn. Thì mình chọn này đi. Ok. Chúng ta có thể tăng cường thu nhập của chúng ta bằng cách vô đây và bấm vô cái này nè. Nó nói là collect income là lấy cái thu nhập. Hình như là cái này mình bằng cái mình có một cái kiểu như là các bạn có gan mà nó làm những cái công việc á thì nó sẽ giúp cho bạn có kiếm tiền thu nhập từ việc gan nó có làm cái gì hay không. Đây gan upgrade nè, một đống luôn, insider cái kiểu. Nói chung là nó làm cái gì mình cũng được tiền hết á. Nhưng mà phải lên tàu mới được tiền. Biết có nâng cấp được gì thêm không? Roll up. Nói chung thì để coi cái nào mình chưa đủ tiền xét mình nghĩ là mình sẽ để dành tiền để mình lần sau mình nâng cấp. Cũng không nên nâng cấp bây giờ nhiều. Nghĩ vậy. Assassin ngầu quá. Đồ bộ này ngầu ta. Mission reward nhưng mà chắc là làm nhiệm vụ với coi. Bộ này ngầu ác nữa. Có cho chỉnh màu nữa. Mà mình thấy mẫu cơ bản này nó cũng đẹp rồi, cho nên chắc cũng không cần đâu nha. Và hiện tại là mình đã xong hết mấy nhiệm vụ rồi. Có lẽ là mình sẽ gặp lại các bạn trong mấy phần sau nhé. Và hẹn gặp lại các bạn sau. Nếu các bạn đã thích video clip của mình, các bạn hãy bấm like và subscribe để có thêm động lực để mình làm tiếp cái video clip phần sau. Và mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể. Ok.